only two minutes mà các bạn nhìn và kiểm tra xem theo các bạn những chỗ trống này chúng ta nên điền động từ gì và nên ở thì gì là hợp nhất dễ không các bạn easy easy for you dễ hay 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 có. Rồi tới cái phần đó cảm thấy dễ dàng thì làm tiếp cái phần cuối cùng đây nè, nó chỉ còn hai chỗ trống này, suy nghĩ thêm trong vòng 30 giây đi. Theo các bạn thì chỗ trống này nên điền từ gì? Động từ gì? Và ở thi gì là nó hợp lý nhất? rồi chắc là nhiều người đang mong chờ đáp án đúng không? Đó, nhiều người lười suy nghĩ toàn là chờ đáp án thôi. Còn nhiều người học tích cực lắm, Đó, không cần chờ đáp án đâu, tự suy nghĩ mà người ta hiểu rằng trí não người ta giỏi giang thông minh chính là những lúc suy nghĩ. Rồi. Bây giờ tôi mời các bạn nghe nha, nghe một bài hội thoại. How was your weekend, Jonathan? Not as I had expected it to be, unfortunately. How's that? What happened? Well, my wife and I were supposed to have a romantic weekend trip. We had been planning it for ages. I'd really been looking forward to it. So, did something come up? The morning we were going to leave, my parents in law showed up at our house uninvited. They had traveled a long distance to spend the weekend with us. We had been organizing things for the trip all morning, so we had to cancel our trip at the last minute. Oh, that's such a shame. I had been working so hard all last week, so I needed this trip. Yeah, I can imagine. I've been waiting for our getaway for weeks. Don't worry, I'm sure there will be another chance for you to go on that trip. I surely hope so. Now, come bạn nghe một gatekeeper. Yes or no? Rồi thay vì bây giờ thay vì phải vừa nghe và vừa điền vào. tôi để các bạn xem chính xác những gì vừa nghe nha rồi các bạn điền vô xem là các bạn cảm thấy như vậy nó có hợp lý hay không How was your weekend, Jonathan? Not as I had expected it to be, unfortunately. How's that? What happened? Well, my wife and I were supposed to have a romantic weekend trip. We had been planning it for ages, I'd really been looking forward to it. So, did something come up? The morning we were going to leave, my parents in law showed up at our house uninvited. They had traveled a long distance to spend the weekend with us. We had been organizing things for the trip all morning, so we had to cancel our trip at the last minute. Oh, that's such a shame. I had been working so hard all last week. So I needed this trip. Yeah, I can imagine. I've been waiting for our getaway for weeks. Don't worry. I'm sure there will be another chance for you to go on that trip. I surely hope so. How was your weekend, Jonathan? Not as I had expected it to be, unfortunately. How's that? What happened? Well, my wife and I were supposed to have a romantic weekend trip. We had been planning it for ages. I'd really been looking forward to it. So did something come up. The morning we were going to leave, my parents-in-law showed up at our house uninvited. They had traveled a long distance to spend the weekend with us. We had been organizing things for the trip all morning. So we had to cancel our trip at the last minute. Oh, that's such a shame. I had been working so hard all last week, so I needed this trip. Yeah, I can imagine. I've been waiting for our getaway for weeks. Don't worry. I'm sure there will be another chance for you to go on that trip. I surely hope so. Hmm. Do you understand the conversation? No, come on. hiểu cái bài hội thoại vừa rồi không? Có thấy tội nghiệp cho anh thanh niên nó không? Yes or no, no or yes. À, <laughs> có người kêu tội nghiệp, u hiểm. Có người kêu, ôi có gì đâu tội nghiệp, thường mà. À, how was your weekend, Jonathan? Kỳ nghỉ cuối tuần thế nào? Các bạn thấy không? Đang hỏi về quá khứ, đang hỏi về quá khứ cuối tuần vừa rồi cho nên nó không có gì liên quan đến hiện tại cả. Không hề như tôi đã mong chờ đâu. Thật là xui xẻo. Ah, à, not as I had expected it to be. Cái kỳ cuối tuần vừa là quá khứ mà nó không xảy ra vui vẻ như những gì trước đó tôi mong chờ. Các bạn có thấy chỗ này phải là had expected quá khứ hoàn thành không? nó không như những gì mà tôi mong chờ trước cái kỳ cuối tuần đó đó các bạn thấy chỗ này buộc phải là quá khứ hoàn thành Nếu các bạn dùng sai thì thì nghĩ nó sẽ sai nha hết expected nó chỗ chỗ nó chống các bạn ghi chú vào thật nhanh nha how's that what happened ôi sao thế được điều gì xảy ra đã xảy ra rồi thấy chưa quá khứ đơn nè happened ôi việc là vợ tôi và tôi Was supposed to have lên lịch đã lên lịch đúng ra là be supposed to Was supposed to đáng ra là đã có một chuyến đi cuối tuần thật là lãng mạn cái này là quá khứ thôi không có gì kìa. so sánh cả nhưng khi so sánh trước đó thì người ta đã dùng quá khứ hoàn thành và dạng tiếp diễn luôn nè. Trước cuối tuần vừa rồi tụi tôi đã lên kế hoạch rất là lâu for ages là nhiều năm luôn á. <laughs> người ta thêm chữ for ages để nhấn mạnh mà nó mang tính là gọi là khoa trương đó ha, khoa trương, nói quá để mà nhấn mạnh thôi. À. Lôi nó thậm sưng, Lối nó thậm sưng nó thậm xưng là vậy nói quá nên để mà gây ấn tượng trước kỳ vừa rồi trước cuối kỳ cuối tuần hai vợ chồng đã lên kế hoạch cả đời luôn cả mấy kiếp <laughs> để đi ví ví dụ như vậy việt, việt nam mình hay nói kiểu đó ha đó để mấy kiếp để đi chơi với nhau I really been looking forward to it. Ôi trước đó thì tôi đã rất là mong ngóng chuyến đi này. Các bạn thấy lại một lần nữa thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn đã được dùng. Chữ phải đây là viết tắt của chữ had, chứ nó không phải là chữ good. Mặc dù chữ good cũng viết tắt bằng chữ d chữ d này được, nhưng trong trường hợp này các bạn sẽ thấy rằng sau đó nó có chữ bin động từ cột 3 và vì vậy chỗ này chắc chắn nó phải là had. nó Trước đó tôi đã mong ngóng chuyến đi này. Nói nó không liên quan đến hiện tại đúng không? Không hề liên quan đến hiện tại. Đang so sánh với cái cái lúc cuối tuần mà thôi. So just something come up ôi vào cái buổi sáng mà tụi tôi định đi were going to leave thì bố mẹ vợ có mặt à, thình lình xuất hiện bố mẹ vợ xuất hiện tại nhà mà không được mời à, không mời mà đến khóc không mời mà đến chắc là bố mẹ ở xa tới để làm là gì gây ngạc nhiên cho hai đứa con thôi mà ha showed up showed up chỗ này là quá khứ thôi uninvited mà không được mời mà đến nè, nó thêm vô cái cuối câu như vậy thôi, nó cũng có thể xem như là một cái dạng trạng từ, đó. Ha. uninvited. Rồi và để đến được đây thì bố mẹ had traveled a long distance. Các bạn thấy rõ ràng để tới được nhà tôi thì bố mẹ trước đó đã phải đi một quãng đường xa, đúng không? Và vì vậy chỗ này nên là hiện tại, à quá khứ hoàn thành này had traveled had traveled không có liên quan gì đến hiện tại đâu đó để tới được đây nghỉ cuối tuần với vợ chồng tôi thì bố mẹ đã phải đi một quãng đường rất xa à, vấn đề là suốt buổi sáng hôm đó tụi tôi lúc đó đã và đang lên kế hoạch tổ chức mọi thứ cho chuyến đi thế mà cuối cùng đành phải hủy chuyến đi vào phút chót hết to cancel à. các bạn có bạn nào lâm vào tình trạng đó không mong ngóng chuyến đi lắm. Cuối cùng bố mẹ lại xuất hiện ngay cửa nhà. Ngay phút chót chưa kịp đi thì bố mẹ đã đến. <laughs> có không? Rồi, tính sau đây. Oh, that's such a shame. Ôi, đúng thiệt là xui xẻo. Chứ shame này, nó nó có nghĩa là một cái nỗi nhục. Đúng không các bạn? Ngoài cái nghĩa nỗi nhục, nó còn có nghĩa là Ôi, đáng buồn. Ôi xui thế. I had been working so hard last week. Nguyên tuần trước tôi đã và đang lúc đó đã làm việc mệt lắm rồi, làm việc rất là cực rồi và vì vậy tôi đã cần chuyến đi đó, chữ đi được được chia quá khứ. Oh yeah, I can imagine. là các bạn thấy không? Anh này rất là bực tức hoặc là đang là ức chế nhưng gặp phải một uh, gặp được một anh bạn rất là biết giao tiếp, uh, uh, luôn lắng nghe và chia sẻ. À uh tôi cũng tưởng tượng được cái cái sự khó chịu của anh. I've been waiting for a getaway for weeks. Trong nhiều tuần trước đó, tôi đã mong chờ một chuyến gì? Getaway là sao? Hả? Getaway, à, một chuyến đi xa, một chuyến tẩu thoát. À, ok, don't worry. Đừng lo. Tôi chắc chắn là sẽ có dịp khác đi mà thôi. I đi hope so. Đó, anh này giao tiếp rất là tốt. Rồi bạn nào uh, ghi chứ gì có thể ghi nhé. Bạn nào uh, đã ghi rồi và theo dõi những cái phần mà tôi uh, giải thích vừa rồi á, thì có thể nghe và lặp lại một lần nữa nào. Now listen and speak along. How was your weekend, Jonathan? Not as I had expected it to be, unfortunately. How's that? What happened? Well, My wife and I were supposed to have a romantic weekend trip. We had been planning it for ages. I'd really been looking forward to it. So, did something come up? The morning we were going to leave, my parents in law showed up at our house uninvited. They had traveled a long distance to spend the weekend with us. We had been organizing things for the trip all morning, so we had to cancel our trip at the last minute. Oh, that's such a shame! I had been working so hard all last week, so I needed this trip. Yeah, I can imagine. I've been waiting for our getaway for weeks. Don't worry, I'm sure there will be another chance for you to go on that trip. I surely hope so. Okay, it is very good. It is very good already. Qua cái fun vừa rồi, Có người cũng cảm thấy đang lấn ở chỗ là khi nào chúng ta dùng quá khứ hoàn thành giống như chữ head travel và khi nào là dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn À, hai thì này nó chỉ khác nhau ở chỗ là là một động từ nào đó mang tính kéo dài liên tục cho tới một hành động khác trong quá khứ Thế thôi ha Còn cái nào mà nó xảy ra, mà nó hoàn tất đột ngột hoặc uh, rốt rẻ thì chúng ta dùng quá khứ hoàn thành thôi còn cái nào mà nó đã xảy ra và nó còn kéo dài, nó nhấn mạnh đến tính liên tục, liên tục, liên tục. Thì chúng ta đổ thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Nó đơn giản vậy ha. Đó. Hôm qua lúc tôi thức dậy thì trời đã, lúc đó đã mưa được mấy tiếng đồng hồ rồi. Chẳng hạn như thế. Nó mưa liên tục, nhấn mạnh đến tính liên tục. Yesterday when I got up, it had been raining for three hours. Đó mưa được 3 tiếng đồng hồ rồi sao biết ngủ mà biết 3 tiếng đồng hồ cũng hay cũng có thể là do người khác kể chuyện ha đang uh, người khác nói chuyện ôi cậu ngủ tới 4 tiếng đồng hồ mà sau khi cậu ngủ một tiếng thì trời mưa tới bây giờ luôn suy ra nó uh, trời mưa liên tục 3 tiếng đồng hồ nó ví dụ như vậy